안녕하세요. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ tiến hành làm cho mọi người một phần mới, đó là học tiếng Hàn qua âm hán siêu nhanh và siêu dễ nhớ. Phần này thì do một số bạn yêu cầu nên là mình cũng bắt đầu mình làm thử. Hôm nay là phần số 1 nha. Nếu như video này có thể giúp ích được nhiều cho các bạn và các bạn muốn có nhiều hơn những video giống như thế này thì các bạn nhớ là bấm comment ở bên dưới để mình biết và mình sắp xếp mình làm những video mới kiểu này cho các bạn nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu nha. 시작하기 전에 구독과 좋아요 부탁드립니다. Trước khi bắt đầu như thường lệ thì các bạn nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cũng như là xem những video tiếp theo trên Rain Channel nha. Số 1. Ka. Ka. Ka ở đây mình lấy ra năm nghĩa. Ra. Giả. Giá. Ba cái này chỉ khác dấu thôi nha. Ra, giả, giá. Tiếp theo là ka. Và khả. Nó có rất nhiều nghĩa nhưng mình lấy ra năm cái nghĩa phổ biến nhất. Bây giờ mình sẽ đi vào từng nghĩa một nha. Thứ nhất, khả có nghĩa là ra. Số 1, khả chồng. Khả chồng, gia đình. Số 2, quốc gia. Quốc gia có nghĩa là quốc gia. Ca này có nghĩa là gia, quốc này có nghĩa là quốc. Mình sẽ có quốc gia. Từ quốc này cũng có rất là nhiều từ đi chung với nó. Ví dụ như là mình có là cookie. Cookie là quốc kỳ. Hoặc là mô quốc. Mẫu quốc tức là cái nước quê của mình á. Gọi là mô quốc. Mô quốc co. Cái tiếng mẹ đẻ. Những cái nào mà có chữ quốc này thì các bạn cũng có thể hình dung nó là chữ quốc ha. Tiếp theo số 3. Khả íp. Khả íp. Khả íp ca có nghĩa là gia, íp có nghĩa là nhập. Thì mình có là gia nhập, khả íp. Ví dụ như là từ íp này, mình có nghĩa là nhập đúng không? Nhập mình có là íp quốc. Nhập, quốc ở trên mình có nghĩa là quốc. Vậy cái trường hợp này là nhập quốc, tức là khi mà mình đi vào nước Hàn Quốc thì mình cũng nói là nhập quốc, mình đi vào nước của người ta ha. Tiếp theo số 4, khả cùng. Khả cùng. Ca ở đây là gia, công là công, gia công. Rồi, mình có cái chữ công này. Thì ví dụ như là mình có là khung trang. Công là công, trang là trường. Khung trang có nghĩa là công trường. Vậy mình học thêm cái chữ cung này có nghĩa là công luôn ha. Tiếp theo số 5. Chừng gà. Chừng gà. Chừng gà có nghĩa là gia tăng. Chừng gà, gia tăng. Tiếp theo. Mình qua số 2, nghĩa thứ hai của từ ca này có nghĩa là giá. Giá, giá cả gì đó. Số 1, thành ca. Thành ca, tan có nghĩa là đơn, ca có nghĩa là giá. Thành ca có nghĩa là đơn giá, ví dụ như mình đi làm, mình may mặc đi thì cái đơn giá bao nhiêu thì mình có thể dùng từ thành ca. Thành ca, cái chữ thành này có nghĩa là đơn. Vậy mình có là thành đơn. Có nghĩa là gì các bạn? Đơn giản, đơn giản. Thanh này là giản đơn, giản đơn, giản đơn, đơn giản, thành thành. Tiếp theo số 2, quốc ca, quốc ca. Cô này có nghĩa là cao, cái gì đó cao, ca là giá, thì giá cao, cao giá là giá cao, quốc ca. Rồi. ví dụ như cô này còn có nghĩa là, mình thấy nó có nghĩa là cao đúng không? Mình có thể nói là quốc cấp, là cao cấp. Cao cấp, cô là cao nha mọi người. Số 3 là shiga. 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 Shi ở đây á, nó là shi trang á các bạn, thị trường á, hoặc là chợ. Kha ở đây là giá. Vậy shiga nó là giá thị trường, giá thị trường. Ví dụ như mình có shi là mình có shi trang, có nghĩa là thị trường hoặc là chợ. Tiếp theo số 4, kachi. Kachi. Ca ở đây là giá, chi có nghĩa là trị, giá trị. Giá trị ví dụ như là chữ chi này mình có nghĩa là trị đúng không? Trị thì mình có là thòng chi. Thòng chi có nghĩa là gì các bạn? Chi là trị, thòng là chính, chính trị. Rất là dễ nhớ ha. Nghĩa thứ ba của từ ca này có nghĩa là giả. Giả. Cái gì đó không phải là thật hoặc là tưởng tượng gì đó thì mình có giả. Số 1. Khả sang. Khả sang. Ca đây là mình có nghĩa là giả rồi, sang này là tưởng, khả sang, giả tưởng. Ví dụ như là mình có từ tưởng tượng các bạn, sang sang. Đó, sang này là tưởng nè, còn có nghĩa khác nữa là tưởng, sang sang,
tưởng tượng. Rồi số 2, 가정, 가정. 가정 này á là kha là giả nè, chong là đình, là định nè, thì này là giả định. Giả định ví dụ mình có là định nghĩa thì mình có là chong nghi, chong nghi định nghĩa đó, chong này có nghĩa là định ha. Tiếp theo số 4, số 3, số 3 mình có kha myong, kha myong. Kha ở đây mình đã có giả, myong ở đây á là mình có tên người á các bạn, danh á, nó có nghĩa là danh hoặc là tên người á, giả danh kha myong, kha myong. Số 4, kha sol, kha sol. Kha sol này là ca này ở trên đây mình có nghĩa là giả rồi, sol sol nó có nghĩa là thiết. Những cái từ nào á mà tiếng Hàn á, tiếng Hàn Hán Hàn á nó có chữ r này á, thì các bạn tiếng Việt mình á nó luôn luôn nó có chữ tờ các bạn. Kha sol, giả thiết, giả thiết. R r của cái chỗ này là sau cái đuôi tiếng Việt mình, cái từ đó sau đây này có nghĩa là thiết nè, thì phía sau đuôi nó là cái chữ tờ, có cái chữ tờ này mới đúng ha, giả thiết. Ví dụ như là rồi thôi tới đây thôi là cái câu chữ khác đi. Số 4, kha, nghĩa thứ tư của cái từ kha này có nghĩa là ca luôn, ca, ca sĩ, ca từ gì đó. Số 1, kha su, kha su. Kha su này có nghĩa là ca sĩ nha, su này là sĩ nha mọi người. Số 2, kayo, kayo. Ka là ca, là ca, yo là dao, kayo có nghĩa là kha dao. Số 3, kasa, kasa. Ca là da, ca nè, sa là từ, khá xa ca từ, tức là cái lời bài hát á mình gọi là ca từ. Số 4, khá cúc, khá cúc. Ca là ca, cúc là khúc, thì mình có là ca khúc, khá cúc. Mình có cái từ cúc này á là khúc, ví dụ như là chắc cúc, là chắc là mình tạo ra cái ca khúc á, mình tác tác nghiệp mình làm ra cái ca khúc là chắc cúc, tạo ra ca khúc. Tiếp theo nghĩa cuối cùng, nghĩa thứ năm trong cái phần mà chữ ca này là chữ khả, ca khả. Khả thì mình có là số 1, khả nưng, khả nưng. Ca này là khả nè, nưng này là năng nè, khả nưng khả năng. Ví dụ như từ nưng này mình có là năng đúng không, nưng nhất thì mình có là năng lực ha. Tiếp theo số 2, khả quan, khả quan. Khả quan là khả quan. Quan này có nghĩa là quan, ví dụ như là kha chi quan. Kha là giá, khả, chi là trị nè, quan là quan, giá trị quan. Hồi nãy mình học chi này là trị trong cái từ chọn chi, chính trị. Số 3 mình có là pul ka pi, pul ka pi. Pul ở đây là bất, bất ka là khả trong chữ khả trên này. Pi là thi, bất khả thi. Cái từ nào mà có chữ pull đó, là các bạn biết nó là cái chữ bất ha. Bất tức là cái gì đó không có khả thi, gọi là bất khả thi. Tiếp theo, mình sẽ có từ số 2 là từ cắt. Cắt. Cắt ở đây á thì mình sẽ có đầu tiên cái từ gần nhất á, cắt đọc giống tiếng Việt mình luôn là cát. Cát. Thứ hai là giác. Và thứ ba mình lấy nghĩa là khắc, cắt giác khắc, cắt giác khắc. Các bạn nhớ là cắt là có nghĩa là cắt giác khắc. Rồi mình sẽ đi vào từng từ một ha. Số 1 có nghĩa là cắt, cái này quên ghi từ cắt, đây là cắt, cắt nó có nghĩa là cắt luôn. Rồi mình thử số 1 nha, khắc cúc, khắc cúc. Khắc là cát, cúc hồi nãy mình có nói là quốc đó, là nước đó. Thì khắc cúc đó là cát nước. Số 2, khắc là cát, cát. Xét, xét là màu á các bạn, như mình có là xét cây á, màu sắc. Xét ở đây là màu ha, thì cái này khắc xét tức là các màu. Số 3, khắc chi, khắc là cát nè, chi là các chi băng, giống như chi băng á các bạn, là địa phương á, thì khắc chi ở đây là các địa phương, các vùng. Tiếp theo số 4, khắc trùng, khắc trùng. Cát ở đây mình có nghĩa là cát rồi, chung á có nghĩa là chung nhiều, chung nhiều, chủng loại. Chung á nghĩa là chủng, chủng loại, chung nhiều nè. Tiếp theo nghĩa thứ hai của từ khắc là nghĩa là giác. Giác thì mình sẽ coi nó là gì nha.
Số 1. Tha cắt. Tha cắt. Tha ở đây là đa, cắt ở đây là giác. Thì cái này là đa giác. Đa giác. Tức là hình nhiều nhiều cái cạnh thì nó gọi là đa giác. Tiếp theo, tha, mình có từ tha này có nghĩa là đa nè. Mình sẽ có ví dụ như là thayan. Từ đơn giản thôi. Thayan là đơn đa dạng. Tha là đa, gian là dạng, đa dạng. Thứ hai, xa cắt. Xa cắt. Xa ở đây mình có ili xăm xa, tứ có nghĩa là bốn, bốn cắt có nghĩa là giác, bốn giác tức là tứ giác là hình tứ giác ha. Rồi. Xa này thì dễ thôi. Xa là tứ. Tứ tử tự gì đó là xa này nha. Rồi số 4. Chích cắt. Chích cắt có nghĩa là trực, chích có nghĩa là trực, cắt có nghĩa là giác. Trực giác mình có cái từ trực này ha, là chích, ví dụ như là chích chóc có nghĩa là trực tiếp, chóc này có nghĩa là tiếp, chích chóc trực tiếp. Số 4. Số 4 mình có là si cắt. Si cắt, si này ở đây có nghĩa là thị, cắt này có nghĩa là giác, thì si cắt là thị giác. Rồi mình có là thị, mình có là si trong da các bạn. Si chong cha tức là người, người mà cha là người nè, người mà chong là nghe nè, si là nhìn nè, người nghe nhìn tức là bạn xem đài ấy, gọi là si chong cha. Số 5. Khắc mắc. Khắc mắc. Khắc mắc, các ở đây là cát, mát ở đây là mạc, thì khắc mắc có nghĩa là giác mạc. Và cái từ mát này là mạc nè, mình có là sa mắc các bạn, sa mắc, sa mạc á, sa mắc. Tiếp theo, từ tiếp theo, từ số 2 của từ cát này á, là có nghĩa là giác. Giác, từ giác này thì rất là đơn giản. Thứ nhất, khâm cắt. Khâm cắt, cam là cảm, giác là cắt là giác, cảm giác. Mình có từ cam là cảm nữa nè. Ví dụ như là khâm tùng, cảm động. Khâm chót, cảm kích. Tức là từ khâm này là cảm ha các bạn. Tiếp theo, từ số 2 đó là từ vi cắt. Vi cắt. Vi ở đây là vị, cắt ở đây là giác, vị giác. Tiếp theo số 3 mình có là phải cắt. Phải cắt, phát, phải có nghĩa là phát ha. Chữ R này nằm ở dưới này thì tiếng Việt mình nó sẽ có chữ tờ, từ phát nó có chữ tờ nè. Cắt có nghĩa là giác, tức là phải cắt, phát giác. Phát giác mình có từ phát này nè. Ví dụ như là phải trần, phát triển, nó cũng là phải, phải là phát, phát giác, phát triển. Tiếp theo mình có từ số 4 đó là khắc ô. Khắc ô đó là giác, các là giác, ô là ngộ. Khắc ô, giác ngộ. Tiếp theo, từ số 4, nghĩa thứ ba của từ các đó là khắc, khắc, khắc cái gì đó lên. Số 1, mình có là chù cắt. Chù cắt. Chù cắt có nghĩa là chô này là điêu, cắt này là khắc, khắc vậy này là điêu khắc. Số 2. Chức cắt. Chức cắt. Chức này là có nghĩa là tức đó các bạn. Cắt này là khắc, tức khắc. Thì chức này á là tức, mình có là chức si á, tức thì á. Chức si, tức thì, si này là thì là giờ. Chức si. Tiếp theo nha. Rồi từ số 3 của cái phần này á là từ khan. Từ khan. Khan ở đây mình lấy ba nghĩa. Thứ nhất đó là gian. Thứ hai thêm dấu hỏi là hình dạng. Và thứ ba là khan. Can, giảng, can. Rồi mình thử cái nghĩa đầu tiên gian nha. Khan có nghĩa là nghĩa thứ nhất gian. Thì đây mình sẽ có số 1. Cung can. Cung hồi nãy là mình có nói là từ không. Cung, cung là cung. Cung là không, không, không gian. Cung can, không gian. Ví dụ như là mình có không nè, khung ghi, không khí nè. Đó, mình có chữ cung là không nha. Tiếp theo số 2, shigan. Shigan, hồi nãy mình có là si là thời rồi. Shigan ở đây nghĩa là gian, thì shigan, thời gian. Ví dụ như là shiga. Shiga là thời giá ca hồi nãy mình là giá giả, cả khả đó. Là giá, thời giá, tức là mình đi vô nhà hàng mà mình mua đồ ăn á, mua mua ví dụ như mình mua những cái món đặc biệt mình ăn á, thì nó có là ghi là thời giá, tức là
giá của nó sẽ báo vào ngay cái thời điểm mà mình mua, chứ nó không có để giá vô cái menu. Tiếp tục nha. Số 3, trung gan. Trung có nghĩa là trung, gan có nghĩa là gian, trung gan có nghĩa là trung gian. Ví dụ như là mình có từ trung này nè, ví dụ như là từ đơn giản là Trung Quốc, nước Trung Quốc á, trung này không nghĩa là trung luôn á các bạn. Tiếp theo số 4, in gan. In gan, in này là có nghĩa là nhân nè, gan này là nhân gian. Nhân gian á, nhân gian tiếng Hán là nhân gian, tuy nhiên tiếng Việt mình chuyển sang nó là con người ha. Từ in này có nghĩa là nhân nè, ví dụ như là insa, nhân sự. Nhân sự, ví dụ như là in job, nhân cách, job này nghĩa là cách, in job. Tiếp theo, nghĩa thứ hai của từ can này là nghĩa là giản, giản. Rồi mình thử nha. Số 1, khăn tàn, khăn tàn, khăn tàn. Can này là giản nè, than là giản đơn là đơn giản á. Ví dụ như là tàn là đơn nè. Ví dụ hồi nãy mình có là thành ca, đơn giá có nghĩa là đơn ha, từ thanh thì có nghĩa là đơn ha, còn khan là giản, đơn giản. Số 2, khan ni, khan ni, mình đọc là khan ni nha. Khan này có nghĩa là giản nè, y này là y này có nghĩa là dị. Để ví dụ như là y hông dị hình, à, nên cái y này có nghĩa là dị. Xăm bón, số 3, số 3 mình có là khai lắc, khai lắc, khai lắc. Nên mình đọc là lắc nha, đọc là chữ L nha. Khai lắc, can này ở trên mình có nghĩa là giãn, lắc này có nghĩa là lược. Khai lắc, giãn lược. Nghĩa thứ ba của từ can đó là can, can luôn, can can luôn. Rồi đầu tiên mình có là khăn sóc, can này là can nè, sóc này là thiệp nè, thì khăn sóc có nghĩa là can thiệp, khăn sóc. Số 2, khăn giò, khăn giò. Tham dự, can là can, do là dự. Ví dụ như là thăm do, tham dự, thăm do, tham dự luôn. Nên là do này có nghĩa là dự nha các bạn. Do. Tiếp tục nha. Từ số 4, từ số 4 là từ khâm. Khâm, khâm có nghĩa là cảm hoặc là giảm. Còn nhiều nghĩa khác nhưng mình chỉ lấy hai nghĩa thôi ha. Cảm hoặc là giảm nó cũng giống như khâm, bằng thêm dấu hỏi và thêm đổi cái từ di thành cái từ ca này là được, kiosk này là được ha. Rồi mình sẽ đi qua nghĩa đầu tiên là nghĩa cảm. Nghĩa cảm này nó có nhiều từ nên là mình sẽ chia ra làm phần 1.1 và 1.2 nha. Khâm, nghĩa đầu tiên là cảm nè. Mình có số 1, khâm tùng, khâm là cảm, tùng là động, khâm tùng, cảm động. Thực tung này có nghĩa là động, là mình có cái từ khác ví dụ như động thái, có thuần thể. Đông tung này có nghĩa là động, mà là đông là gì đó, nói chung là có đờ đờ. Số 2 là cung, cung cầm, cung cầm. Cung là đồng, cam là cảm, đồng cảm, cung cầm nè. Số 3, khâm xa, cam là cảm ở đây rồi, xa là tạ, khâm xa, cảm tạ, cảm tạ, cảm ơn á. Xa, xa bon. Số 4, phản cảm, phản cảm. Phản có nghĩa là phản, cảm có nghĩa là cảm, phản cảm, phản cảm. Rồi tiếp cũng là nghĩa cảm nữa mà nó là mình có là chu cảm, chu cảm, giao cảm, giao cảm. Giao này á thường mình có giao là mình có kuru, kuru giao lưu á, nên là cái chữ chua này á, có nghĩa là giao ha. Nó có nhiều nghĩa nhưng mà trong đó có một nghĩa gọi là giao. Thứ hai, khung cầm, khung cầm, khung là đồng, cam là cảm, khung cầm, đồng cảm. Rồi số 3, dung cầm, dung ở đây mình có nghĩa là dũng, cầm là cảm, dung cầm, dũng cảm. Rồi tiếp theo mình sẽ có cái nghĩa số 2 của từ khâm này, nghĩa là giảm, giảm cái gì đó xuống. Số 1, khâm nhân, mình sẽ đọc là khâm nhân ha, khâm nhân, giảm lượng, giảm lượng. Khâm là giảm nè, nhân là lượng nè. Số 2, khâm xô, khâm là cam, xô là thiểu, khâm xô, giảm thiểu. Số 3,
Come là come, come suốt, come suốt, come là cam, suốt là tóc, come suốt, giảm tóc. Ví dụ như cái từ tóc này mình có là cut suốt, da tóc đó các bạn, cut suốt, da tóc luôn ha. Số 4, come down, come, come down, come là giảm rồi nè, tom là điểm, mình có là tom su, điểm số gì đó, tom là điểm nha, tom, come down, có nghĩa là giảm điểm. Rồi số 5 mình có là come bùng, come là giảm, bùng, bùng là bổng lọc á các bạn, bùng là bổng lọc tức là lương á. Chứ ngày xưa thì nó kêu bổng lọc nhưng mà bình thường bây giờ thì mình kêu là lương. Come bùng tức là giảm bổng, bổng lọc tức là giảm lương, bây giờ come bùng. Số 5, số 5 có nghĩa là khăn, khăn thì mình lấy ra hai nghĩa đó là cường và nghĩa là giãn. Khăn cường, cường là cường tráng á. Thử nha, mình đi vô cái nghĩa đầu tiên nha. Nghĩa đầu tiên của từ khăn là có nghĩa là cường. Ví dụ, khăn quốc số 1, khăn quốc, khăn là cường, quốc là quốc, hồi nãy mình học chữ quốc này nhiều rồi, khăn quốc là cường quốc. Rồi, tiếp theo số 2, khăn, khăn là cường nè, tô ở đây là có nghĩa là độ nè, khăn tô, cường độ, độ mình có là khắc tô, góc độ, có chữ tô này là cái nghĩa là độ nha. Ví dụ như là thôi tới đây thôi. Nói tự nhiên không nhớ. Số 3, số 3 mình có là khăn nhóc, khăn nhóc, khăn nhóc, mình đọc là khăn nhóc nha. Khăn nhóc là cường lực, nhóc này có nghĩa là lực, khăn này là cường ha, cường lực. Rồi chữ lực này nè, chữ lực này mình có là lực, ví dụ như là phun nhóc, phốc lực đó, tức là cái bạo lực, phun nhóc, cái nhóc này có nghĩa là lực ha. Số 4, khăn trù, khăn trù, căng này là cường, trù này là điệu, khăn trù, cường điệu. Cường điệu tức là nó quá đó, khăn trù, hoặc là có nghĩa là nó quá, cũng có nghĩa là khăn trù là nhấn mạnh, nhấn mạnh. Mình qua nghĩa tiếp theo, khăn. Khăn, cái nghĩa thứ hai của căng là giãn, giãn gì đó là mình giảng dạy cho người ta. Rồi số 1, khăn tăng, khăn tăng, căng là giãn, tăng là đường, khăn tăng giãn đường. Số 2, thức cần, thức cần, thức ở đây là mình có thức do ria là đặc biệt, khăn là giãn, cái bài giảng đặc biệt thì là thức cần. Số 3, khăn xa, căng là giãn, là xa là sư, là cái người mà giảng bài thì gọi là khăn xa. Số 4, siêu cần, siêu cần, siêu này có nghĩa là nghỉ, khăn này là giãn, nghỉ giãn. Ví dụ như là mình siêu, siêu up, up này là cái công việc, cái công việc kinh doanh á, siêu up tức là bữa đó là người ta không có kinh doanh nữa, là nghỉ, nghỉ bán á. Ví dụ như là siêu hắc, hắc ở đây là học nè, nghỉ học, nghỉ học là siêu hắc đó. À, hôm nay mình chỉ làm tới 5 câu thôi, thôi tại vì không gì gọi là sao chứ muốn khi nào mà phải hôm nay mình bị hơi cảm nên là mình định giảng tới 10 câu mà giảng không nổi nè. Ủa nên giờ khi ca sim gì ta, hôm nay tới đây thôi nha mọi người. Nếu như mọi người cảm thấy là cái phần bài này mọi người có thể hiểu và mọi người muốn có nhiều video hơn thì mọi người nhớ comment ở bên dưới giúp mình nha nè. Ủa nên giờ khi ca sim gì ta nè, xin chào tất cả nè, tạm biệt thu hẹo.